Kính chào quý khán giả đến với chương trình Việt Bao La do Đài Radio Sài Gòn TV thực hiện. Đến với Việt Bao La để đón xem những câu chuyện thật thú vị và hấp dẫn của đồng hương gốc Việt trong mọi lĩnh vực, từ làm vườn, làm nông đến chăn nuôi, đánh bắt, từ làm neo mở chợ đến kinh doanh sản xuất, cùng gặp gỡ những người lao động chân tay đến lao động trí óc, từ những người bình dân đến những nhà tỷ phú. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, họ cũng đều là những người đã biết vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh để góp phần vào việc hình thành nên lối sống văn hóa đa dạng tại quốc gia này. Chương trình Việt Bao La được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn TV 56.10, Lido Sài Gòn TV.com, YouTube và Facebook chính thức của Lido Sài Gòn TV. Trong kỳ 2, chúng tôi đã đi tìm câu trả lời cho lý do rời chùa của một vị thầy tên Đối Pháp vào tối 29 Tết vừa qua. Và trong kỳ này, chúng tôi cũng đã đi tìm lý do rời chùa của sư cô Trung Luận và sư cô Chơn Hoàng. Lý do mà cô rời khỏi chùa này rồi đi sang tu ở một chùa khác là lý do là vì sao ạ? Dạ, thì cô cũng nói với chị lúc đầu là vậy đó. Thứ nhất là cô qua đây là do nên sư chị cô xin phép thầy đạo quản đây bảo lãnh cô qua. Thì khi chị cô mất rồi thì cô cũng là người lớn ở trong mấy sư cô này. Thì cô cũng nói thiệt là theo di chúc của sư cô chị là rất thương nhớ quê hương, mong muốn nếu mình còn sống một ngày mình cũng về Việt Nam để đảnh lễ thầy tổ thăm cha mẹ quê hương. Nhưng không được thì lúc cuối thì cũng có thỉnh sư cô là sư cô thịt rồi để cho con đem cho cốt sư cô về lại chùa tổ, cho đỉnh quan để thờ đó. Thì sư cô cũng đồng ý như vậy, cho nên xong rồi thì em xin thầy để mang cho cốt của cô quản về Việt Nam. Dạ, thì em cũng thưa với thầy luôn, với Phật tử đây luôn là cho em về lo cho cô quản xong rồi em về chùa Ni em tu. Tại vì em thấy em tu hồi đó giờ ở chùa Ni quen rồi, thì em đã về chùa Ni em tu. Có những dư luận á, cho rằng là lúc sinh thời thì sư cô Trung Quản là muốn khi mà sư cô đã ra đi đó thì sẽ được ở đây. Dạ, nhưng mà rồi vì cái lý do mà sư cô Trung Quản khi mất thì lại nói là muốn đi về Việt Nam là bởi vì không có chịu đựng được những cái luật lệ ở chùa, hay là nói đúng hơn là không có chịu đựng được thầy trụ trì, cái cách hành xử của thầy, cho nên là muốn định ngay cả lúc chết rồi vẫn phải rời khỏi chùa về Việt Nam. Thì với cái dư luận đó thì cô có giải thích như thế nào không cô? Nói thật ra nếu sư quản em ở đây gần trên dưới 12 năm, thứ nhất là sống gần thầy đạo quản với mấy thầy mấy cô rồi với Phật tử. Nếu mà sư cô Trung Quản em tại lúc đầu á là sư cô Trung Quản em thưa với thầy là cô quản yếu rồi á, thì con xin thầy cho con thiêu và thờ ở trong cái tháp báo ân này thôi. Lời cô quản em chỉ muốn đơn giản thôi chứ không muốn làm khó khăn. Nhưng mà cái những ngày cuối đời á thì gia đình có thưa thỉnh sư cô là sư cô ơi, đây là chùa tăng, ví dụ như giờ sư cô có muốn sư cô tịch rồi, tụi con thỉnh cho cốt sư cô về chùa thầy tổ để thầy tổ rồi thờ sư cô bên đó được không. Thì sư cô nói như vậy có làm phiền cho gia đình với chùa nhà không, tức như là hao tốn đó chị biết không đó. Thì gia đình cũng nói vậy không sao, nếu sư cô muốn thì tụi con sẽ làm theo di nguyện sư cô. Thì những ngày cuối sư cô mới nói thôi, chứ trước đó sư cô đã giao hết cho thầy đạo quản rồi, lo chuyện hữu sự cho sư cô và thờ sư cô ở trong cái tháp báo ân luôn để cho nó tiện thôi. Dạ, chứ còn nói cái hoàn cảnh mà như chị nói thì theo cô nghĩ đó chắc không có đến nỗi vậy đâu chị ạ. Sư cô ở đây mười mấy năm, sư cô cũng biết tánh ý thầy mà, cũng biết Phật tử mà. Cũng có dư luận, cũng có người nói rằng á lý do mà sư cô Trung Luận rời khỏi chùa là cô bày tỏ cái điều đó khi có những người Phật tử hỏi thì cô nói là vì ở đây á không có chánh pháp cho nên cô phải rời khỏi đây thôi. Thì không biết rằng là bản thân cô thì cô có giải thích gì với những cái
cái điều mà người ta nói là chính cô nói như vậy không ạ? Nếu mà nói chánh pháp thì nó rộng quá. Chị công nhận không? Chánh pháp thì nó rộng quá. Mà Phật cũng nói nơi nào mà tăng ni tu học mà có Bồ Tát thì nơi đó là còn chánh pháp. Rồi truyền bá Phật pháp cũng là còn chánh pháp. Thì ở đây thầy dạy tăng ni ở đây tu học và làm việc tâm bảo rồi hoằng pháp lợi sanh, chứ đâu phải là không có chánh pháp. Dạ. Cô chỉ nghĩ cái chuyện cá nhân của cô đi về thôi, chứ đừng có dùng cái chữ là ở đây không có chánh pháp mà cô đi thì nó nặng quá. Dạ. Rồi thêm nữa đó, cái lý do là lúc ni cô Trung Quảng, sư cô Trung Quảng ở đây, rồi xong rồi sau đó đến cô, rồi thêm nhiều sư cô khác, rồi đến khi tự nhiên cái 1, 2, 3 cái đi cái là đi hết luôn, thì đó cũng gây nên những cái lời bàn tán đối với lại nhiều Phật tử. Thì cô có cái lời giải thích nào rõ ràng hơn về cái sự việc này không ạ? Thì đúng rồi, ở trong chùa khi cô quản tịch đó là còn 4 sư cô, mà mỗi người thì chỉ biết mỗi chí nguyện xuất gia. Thí dụ như cô thì cô trình bày nãy giờ rồi, ý cô muốn làm theo lời của sư quản, đem sư quản về bên chùa tổ. Còn bản thân cô thì cô muốn trở về chùa ni để cô tu học, đó là riêng cá nhân của cô thôi. Rồi tiếp tới sư cô Trân Hưng, thì sư cô nói là qua đây cũng 4 năm hơn rồi chưa được về thăm ba mẹ. Thì sư cô sẵn cô đi lượn đi về Việt Nam thì cho sư cô theo đi về đặng hộ niệm cho sư quản rồi về thăm ba mẹ. Rồi sư cô cũng nói là sư cô quản đệ tịch rồi, không có người lớn để sư cô nương, thì sư cô cũng xin phép sư cô về chùa ni sư cô tu. Và riêng của sư cô thứ ba đó là sư cô Trung Thạch, thì sư cô qua đây 5 năm rồi. Hiện tại giấy tờ của sư cô nó có phần trục trặc, cho nên thêm cái mùa bệnh virus nữa, cho nên cũng không có làm được giấy tờ tiến hành gì hết. Thì 5 năm rồi không có giấy tờ, thì sư cô nói cô quản tịch rồi, giờ sư cô ở đây sư cô không có giấy tờ thôi, sư cô trở về chùa tại tổ của sư cô. Thì trùng cái duyên đó thì mấy cô không hề rủ nhau. Khi những ngày cuối mấy cô biết được thì cô nào muốn đi thì xin đi về thôi, chứ không có rủ ra ai hết. Cô rời chùa này lúc nào, rồi lý do vì sao hả cô? Dạ em rời chùa vào khoảng, em không có nhớ ngày chính xác, mà khoảng tháng 3 năm 2022. Thì trong cái nhân duyên là hồi đó em sống là có quý sư cô cùng chung sống chung với em ở đây, cho nên là quý sư cô xin phép thầy, một số quý sư cô thì xin về Việt Nam, một quý sư cô thì xin đi chùa khác, cho nên là em thấy không còn quý sư cô nữa thì không có tiện, thì em cũng xin phép là thầy với đại chúng chùa Tam Bảo là cho em rời đi khỏi chùa để kiếm một chỗ chùa khác ở cho nó bình an cho quý thầy, quý sư cô. Như vậy thì khi mà qua đó thì ở chùa này, nhưng mà rời chùa này thì làm sao mà cô có thể biết được một ngôi chùa khác liền ở Alabama để cô qua đó, hay là nó có một cái sự thay đổi như thế nào hả cô? Dạ thì ban đầu thì em cũng không phải dự tính ở Alabama, nhưng mà em có về thăm, tại sẵn tiện từ lúc qua thì cũng chưa có về thăm Việt Nam, tại vì dịch bệnh này kia thì em có sẵn cái nhân duyên thì em cũng xin phép là em đi về thăm Việt Nam. Xong rồi thì quý sư cô bạn cũng có ý là mời qua lại Mỹ, cho nên là em nói thôi kệ, thì mình cũng qua mình giúp được gì. Như vậy là tức là lúc đó cô ở đây, nhưng mà vì các cô khác xin đi nơi khác với nhiều lý do, thành ra cô không thấy tiện cho nên cô xin rời khỏi đây. Em rời trước trước khi quý sư cô còn lại rồi. Nhưng mà rời khỏi đây là về Việt Nam. Dạ. Về Việt Nam, nhưng mà về Việt Nam rồi thì lại có người mời sang chùa khác ở Alabama, cho nên là cô lại sang đó. Dạ.